Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị. Sau khi em lên cái clip hôm qua đó thì cô chú anh chị rất là tò mò thắc mắc là chỗ chị Misun á, tại sao mà em nói là đi xa khó về? Bởi vì chị bây giờ là chị đi moi móc luôn đời tư của người ta rồi, đi moi móc đời tư của người ta rồi chứ không còn mà gọi là phản biện hay gì nữa. Đi nói thẳng luôn, chị Sun giờ là nói thẳng luôn là chị Sun giờ lại đi moi móc đời tư người ta chứ đâu có còn phản biện gì gì nữa. Bởi cơ bản ni đồ á, chỗ Hồng Ni, chỗ ông Loan rồi đâu ai trả lời trả vốn gì cả nha. Cho nên chuyển qua chế độ là coi như là đi moi móc đời tư luôn rồi. Em phải trình bày với tôi. Em đâu, nhà em sao, con em như thế nào, giờ em ông bốc lên đây, em bốc giấy tờ em đi, em có ngàn ngàn tỷ rồi này kia kia nọ. Trời đất quỷ thần thiên địa, ông nội mẹ ơi, người ta sống sao miễn người ta tốt, còn người ta vi phạm pháp luật thì có pháp luật xử lý, chịu không? Chứ có đâu mà trời đất quỷ thần thiên địa ơi, chị cứ nói là sao em sao. Em phải trình bày với tôi, em phải chứng minh cho tôi thấy đi, em không phải là đầu đường xó chợ đi. Trời ơi là trời, tá là âm binh á, thiệt luôn. Em gầu chị ghê chị Xuân, bởi vì á chị nói ghét mà không nhận được cái gì hết trơn à. Rồi bây giờ chị đòi thưa người này thưa đời kia, trong khi đó chị cũng đi bơi móc đời tư, đi nói về cá nhân này cá nhân kia, mà riêng cá nhân chị không cho người ta nói tới, đúng không? Chị người ta bình luận mà chị cũng đòi thưa người ta nữa. Trời ơi trời, chị ơi, về làm trend, làm chủ đề trend, em nói thiệt với chị á, người ta làm nhiều lắm nha, người ta làm nhiều lắm, thấy không? Rồi chị nhắm gì thưa hết cái xã hội này không? Ủa trời đất ơi, sao kỳ vậy trời? Mình đi bươi móc đời tư người ta, mình không có chức năng thẩm quyền gì hết á, mà mình đòi đi coi giấy tờ coi người ta giàu có như nào ra làm sao, thấy không? Rồi bây giờ á, chị cũng đòi theo là chứng minh đi tài sản giàu nhiêu nhiêu, người ta giàu nhiêu kệ người ta không có khoe khoang, còn chị giàu chị khoe quá trời. Hồi chị đòi cá 50.000 đô, hồi cái đòi chị đòi cá 100.000 đô, hồi cái chị đòi 200.000 đô đi cho nó lớn, khóa kênh khóa đồ. Trời ơi trời, chị giàu thì ai không biết chị giàu, mà chị giàu chị còn khoe nữa. Còn người ta giàu người ta không khoe cái chị không chịu, có chị ngộ quá à. Cô chú anh chị thấy không, chị Misun tôi á, chị khó tính lắm à. Lên chức bà nội rồi nên khó tính, hiểu không? Chứ không phải còn như hồi xưa đó, hồi xưa dễ tính dễ thương lắm, rồi sau càng ngày càng già có bắt đầu là tự nhiên càng khó ơn gì trời, thấy không? Người ta thì đòi coi giấy tờ thế nào, còn mình á, thì khoe, người ta không khoe cái không chịu, ngộ. Nước cốt nhỏ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Ok, bây giờ nè, tiếp tục bẻ cong những cái luận điệu, bẻ cong những cái mà chị dẫn dắt nè, tiếp tục nghe chị nói nè. Tiền mà đến nha quý vị. Tiếp theo cái câu này nữa đây quý vị. Chị nói hay và phân tích chuẩn luôn. Nhiều người Vì trẻ tiền tuổi mà không đến. có biết con Mã Lai xỏ mũi người ta. Những người đi qua Singapore và Mã Lai toàn là đi làm gái. Xin lỗi quý vị là tôi đọc theo cái nguyên văn của cái khán giả này nha quý vị. Từ khi làm gái rồi, rồi có chồng bị cái gì đó mới không về Mã Lai được. Nếu như vợ chồng hạnh phúc là không thể nào bỏ con cái đi lưu linh như không nhà không cửa. Trời đất. Sẵn có dịp nhà của cái anh nghệ sĩ vừa mới mất. Rồi giàu có cái lợi ích gì mới vào làm rồi nói là giúp đỡ. Em chưa bao giờ thấy doanh nhân gì mà tối ngày đi lo chuyện thiên hạ. Những người mà người ta hiểu biết không bao giờ người ta tin. Chị giữ gìn sức khỏe. Cái con Mã Lai nó nói chuyện cho qua lo thôi. Những người mà hiểu biết không có ai tin nó đâu chị. Rất là nhiều người người ta nhận ra về cái vấn đề này quý vị. Tại vì một cái người mà doanh nhân thì không có ai rảnh mà đi lo chuyện thiên hạ. Trời ơi, người ta lo là người ta lo là cái chuyện gì pháp lý thôi, thấy không? Chị đang nghi ngờ là lo có lợi ích đâu, bây giờ có lợi ích thì đã sao, có lợi ích thì đã sao, chị không có lợi ích đó chị giận hay gì, chị tức hay gì, phải không nè? Bây giờ nó có lợi ích thì đã sao, nó lo được, nó làm được, nó có lợi ích được, nó chuyện đương nhiên, thấy không? Còn những người lo không được mà có lợi ích mới ngon á. Mình giống như chị em mình vậy nè, thấy không? Mình đâu có lo đâu có gì đâu, thấy không? Thấy không? Giống như chị vậy đó.
chị có lo có gì đâu, không chị nói để chị đem đơn đem đồ chị quen chị biết đồ đã đời xong rồi tới giờ tới đâu cũng người ta đâu cũng đâu có thấy đâu. Trời ơi Ni nó nói đó chị quen ở bộ rồi không thôi mệt quá à. Quen biết cái gì chị ơi, thời buổi giờ không có che đậy gì được đâu, thời buổi giờ đã có vi phạm rồi là lên đường rồi ha, nghe không, bộ bộ biết gì mệt quá. Tại vì một người doanh nhân người ta phải lo cho doanh nghiệp người ta phải lo cho cái cuộc sống của người ta. Chị ơi người ta lo mà người ta không có ở đó thường xuyên đâu, khi nào có việc người ta mới lo, rồi cái người ta lo vấn đề pháp lý thôi chị ơi, thấy không, người ta biết đường đi nước bước có pháp lý người ta lo cái việc đó thôi, chứ ai đâu mà nói là lo là lại cái đút cho lon ăn này, lon cái mâm 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 này mà lon mâm cái mâm này chồng lon đâu mâm bùm bùm đâu bùm bùm đâu mâm Mỹ đâu Mỹ đâu mâm mâm mâm, mà không lẽ lại đút từng đứa trong nhà. Lo là cái chuyện vấn đề người ta lo pháp lý đồ kìa chị ơi, chứ ai đâu mà lo mà đi đúc đi giặt giũ đi cái gì gì đâu mà chị nói vậy. Người ta lo mà khi nào cần có mặt thì người ta sẽ có mặt, thấy không. Trời ơi ở đó mà chị cứ nói là người ta đi lo chuyện bao đồng, rồi những lúc người ta lo việc công việc của người ta, lo kiếm tiền của người ta, chị biết không, mắc mới người ta phải nói cho chị biết, bởi vì khổ chị ghê vậy đó, nói hoài mà không chịu hiểu. Ta lo cái chuyện của ta là một phần, thấy không, ta nói rồi mà, trước khi muốn người khác tốt thì mình cứ phải tốt trước cái đã, đúng không đó, rồi trước khi mà muốn lo cho người khác thì mình phải hùng mạnh cái đã đó, chị hiểu điều đó mà đúng không. Cho nên là những việc người ta lo ta không thể nào ta la làng nó. Trời hôm nay nha, hôm nay nha, hôm nay nha chị Misun nha, hôm nay là Ni á, Ni đi ký hợp đồng 40 tỷ nha. Ừ. Hôm nay là Ni mới bán được cái căn nhà này nha chị Xuân nha. Ừ hôm nay là Ni mới bay qua đây nè, Ni làm nhà, hợp đồng này nè chị Mỹ Xuân. À, không lẽ người ta trình bày với chị là công việc của người ta, không lẽ ta lên mạng ta la làng giống như chị. Phải không? Nói vậy đó, người ta lo cái việc của người ta sao chị biết được. Chị cứ thấy người ta năm bay năm ba bữa nửa tháng ta xuất hiện trên mạng chị nói trời ở đó nhỏ này ở đó không vậy? Ở đó không vậy? Trời đất ơi mà người ta ở đó thì đã sao? Phải không? Ở đó cho đỡ tốn tiền nhà, thời buổi kinh tế khó khăn mà. Nghe không, ở đó cho nó tiết kiệm bớt đúng không, được sống được. Ừ, có sao đâu, miễn lo nó không thấy phiền thôi, mình người ngoài thấy phiền gì, ta được việc ta hợp nhau để kể ta đi, thấy không. Mà chị nói trong cái chuyện lợi ích mà buôn bán một tháng gì một năm kiếm mấy trăm tỷ, trời ơi trời, bán gì sướng quá trời. Ta lo kinh tế cho gia đình và cho tất cả nhân viên đang làm cho họ, Ừ chứ người ta không có rảnh đi lo chuyện thiên hạ. Quý vị, đúng ví dụ rồi. như doanh nhân ta giàu có đi, ta thấy cái trường hợp đó nghèo quá Ừ. thì người ta cho cùng một rồi xong, muốn làm gì làm chứ người ta không có quan tâm, người ta Ừ. vẫn về lo cái công việc của người ta. Quý vị, trường Cho hợp em khi nói mà chị nghe nè, cho một cục một á là sao biết không? Cho một cục là khi nó khổ, nó khó khăn, nó cần tiền thì người ta cho một cục, phải không? Nó cùi đuôi sức mẻ gì đó người ta cho tiền, phải không? Để nó ăn nó khỏi lao động cho nó đỡ vất vả. Còn này nó còn tay còn chân, vợ chồng nó còn sức khỏe cùi cùi, anh chị em nó còn trẻ. Nên người ta chỉ cái vấn đề người ta lo cho cái chuyện vấn đề pháp lý thôi, chứ người ta có, em nói rồi, người ta có ngồi ta đúc móm từng đứa đâu, mà chỉ cứ lo xa, chỉ cứ lo bò trắng răng, chỉ cứ lo xa không mà khổ ghê, khổ chị ghê vậy đó. người mà có chồng con hạnh phúc thì không bao giờ đi lưu linh lưu địa, Trời đất, nghe không quý vị? đi Đó như thì người nghe người ta ở nhà đàng hoàng, không còn không ta ở khách sạn, ta di chuyển thì cũng bằng taxi này kia, anh taxi anh taxi đưa em đi đây đi, anh taxi đưa em đi kia, anh taxi. Chứ đâu có mà cái chuyện mà lưu linh lưu địa, chị nói hồi em tưởng đâu bụi đời không ấy chứ, em tưởng đâu bụi đời chợ lớn không chứ trời, đi lưu linh lưu địa. Bà Mani bữa nay là được là cái chức danh là đi lưu linh lưu địa nha bà có nhà có cửa gì đó, bà quay đây nó mỗi ngày mở đây nè, phòng trọ 30 m² này, 20 m² 15 m² gì đó, quay quay lên cho chị Misun chỉ coi đi. Bà tối ngày bà giấu giấu giếm giếm làm cái gì hả bà đi, bà giấu giấu giếm giếm làm gì cho người ta tò mò tặc mặt bà, bây giờ là lưu linh lưu địa luôn rồi đó, bà chuyển qua chế độ bụi đời chợ lớn rồi đó, lưu linh lưu địa rồi nha. Ừ. Tối ngày cứ tối ngày bà đi đút con móm ăn chi hả, bà đi đút cho chồng nó ăn chi, bà đi đút cho con Mỹ bùm bùm ăn chi, mà bây giờ người ta nói bà tối ngày bà lo bao đồng, là con cái bà bỏ bê ha, chồng con không lo, bà đặt đi lo chuyện bao đồng. Xí, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, lo chuyện bao đồng không mà xí, bà làm cái gì bà phải quay lên cho chị Mỹ Xuân tôi coi nghe không, để chị Mỹ Xuân cho bớt tò mò thắc mắc, ngộ ghê á. Bà bây giờ là thành dạng lưu linh lưu địa rồi, hiểu không? Hiểu không?
chấn động sự thật về gốc gác của Hồng Ni, lưu linh lưu địa luôn. Công nhận chị Mỹ Xuân làm nhiều cái đề tài, có nhiều chủ đề em nói ghê. Cảm ơn chị Mỹ Xuân nha. Thì người ta tự nhìn nhận, tại vì bản chất của những người mà đàn ông hoặc là phụ nữ luôn, tại vì tôi có những người khán giả là đàn ông đúng không vậy, thì những người khán giả đó nói với tôi rằng là anh nếu như mà có một cái người vợ mà bỏ gia đình mà đi lo chuyện thiên hạ giống y như con Mã Lai á, là anh đuổi ra khỏi nhà luôn, hoặc là Trời, anh tán cho vài bạt tai rồi anh đuổi ra luôn, tống cổ bạo ra lực luôn, quá không vậy. bao giờ chấp nhận có một người vợ như vậy. Còn những người phụ nữ thì người ta nói á, không có người vợ nào mà có gia đình hạnh phúc mà lại bỏ con bỏ chồng mình như vậy. Thì nhận xét từ từ những người đàn ông và từ những người phụ nữ, người ta đều nhận xét như vậy đó quý Vậy vị. đó Rất hả? là nhiều người nhận ra về cái vấn đề này, nhưng vẫn còn một số u mê lại tin tưởng cái việc mà nó vẽ ra, nó vẽ vời ra vậy mà không hiểu lý do tại sao vẫn còn những người đó tin tưởng đó quý vị đó. Thì tôi mượn cái lời văn của cái vị khán giả này nói ở trong Dễ đây sao ta? là những người mà đi qua bên Singapore với lại lên qua bên Mã Lai đó quý vị, thì toàn là làm gái. Thì ở đây á, là tôi rất là tôn trọng tất cả các nghề, dù làm gái nó cũng là cái nghề quý vị. Ở Việt Nam mình á, là làm gái là bị phạm pháp, nhưng mà ở bên Thái Lan là làm gái được cấp phép đàng hoàng nha quý vị. Đó cũng là một cái nghề của người ta, người ta không có trộm cướp bất kỳ của ai mà người ta lấy cái thân xác của người ta ra để người ta đánh đổi, thì đó cũng là một cái nghề. Mình không coi thường cái nghề của người ta được quý vị, mình coi thường ở đây là những người đi cướp của quý vị, những người mà đi cướp của, đi tranh giành hại người khác hoặc đi lừa giống đảo như giống như bà Sáu đó. ha, giống bà Sáu ha, kiểu Tôi bà vẫn tôn Sáu đó là trọng không những được người ha. đi làm gái, vẫn tôn trọng người ta, tại vì đó là cái nghề Ý mà nói là người ta làm, thà tại đi vì làm thực ra người gơ, ta thà làm đi gơ làm mà, gơ chứ cái dạng thì như là đó như bà cũng Sáu là chấp một nhận cái được nghề. không, nhưng Nhưng có mà cái Sáu ở giờ đây con đi là làm được không vậy, nhưng mà Sáu giờ người còn đi phụ làm nữ được mà Việt không. Nam mình đi qua bên Singapore với lại bên Mã Lai á, làm gái nhiều quá. Cho nên tôi nhớ hồi có cái đợt mà có mấy cái lần mà tôi đi qua bên Singapore tôi về đó quý vị, là tại vì á là con tôi đợt đó là tôi cho con tôi đi du học bên Singapore, xong bắt đầu là đi về, mỗi lần mà nhập cảnh về Việt Nam đó quý vị, hoặc là nhập cảnh đi vô trong Singapore đó quý vị, thì những người đó mà thấy mình Việt Nam nhìn mình bằng cặp mắt khác quý vị. May là mình đi với chồng với con mình á mà họ còn coi thường mình vậy, tức là sao, tức là những người Việt Nam, gái Việt Nam mình đi qua bên đó làm gái rất là nhiều, qua bên Mã Lai làm gái rất là nhiều, từ chỗ đó là mình bị coi thường lây đó quý vị. Bay từ bên Mã Lai Thôi bay chị tới ơi, chị nói sao? Chị nói gì sao? Chị nói gì sao chứ? Đợt chị em mình đi karaoke ngoài đường Nguyễn Đình Chiểu nhớ không? Chỗ con Hoàng Kim Dung dẫn chị em mình đi nhớ không? Tính cái bia 7 triệu mấy gần 8 triệu đó mà mình uống bia chỉ với ăn trái cây thôi đó. Với như dĩa mì xào hay gì đó, có nhiều đó mà tính 7 triệu mấy đó mà ai về chị em tôi cả nhà biết không? Tôi với bà Mỹ Xuân này nè, với chồng bả với con bả đi vô ngay quán cà phê, quán karaoke mà karaoke tay vịn. Trời đất quỷ thần thiên địa ông nội mẹ ơi, mấy người đang hát hò nhảy nhót lung tung sờ ngầu vậy đó. Chu cha mà ơi, tự nhiên cái công an ụp vô mới mắc. Công an ụp vô xong cái đầu là những người mà khách rồi đó là nam rồi đó, nó đưa giấy chứng minh chụp nó ghi lại xong nó cho đi ra. Cho đi ra rồi xong xuôi. Bà Mỹ Xuân nó giữ lại. Bà nói cần gì mà ở nước ngoài đó. Cái xong cái công an hỏi là làm gì ở đây này kia kia nọ, chị Mỹ Xuân chỉ nói là đi hát. Cái nó đi hát với ai? Rồi xong đi hát, nó đi hát với chồng, đi hát với con. Cái ông công an ông say ông đó. Trời đất ơi. Bộ bà không biết ở quán này là quán gì sao mà tự nhiên bà dẫn chồng con mà vô hát, nó không phải còn mấy anh em nữa kìa, là bữa đó đi cũng gần cả đâu cả chục người á. Vô hát hò tà le tắc lét ở trong đó. Công an ụp vô, thấy không? Giữ bà lại. Tưởng đâu bà là cái gì má mì hay là làm gơ đồ trong đó. Giữ bà lại ruột bà nói đây chồng bà nè, đây con bà nè, xong bắt đầu đem móc hai cái giấy chứng minh ra trùng vô chung với họ. Rồi cái thằng họ cái ông công an ông mới nói là vậy đó hả? Ông đâu có tin đâu, ông nói trời ơi kiểu mà vô trong đó rồi mấy bà lương lẹo này kia nặng được ra đó cả nhà. Thì ông công an ông mới nói là phải không này kia kia nọ, xong có cuộc phải phải thế cho về. Chu cha má ơi, hên đợt đó về được chứ không thôi là má ơi ba về luôn rồi. Đó cái đợt đó là thiệt. Giữ bà lại xong cuối cùng bà nói đây chồng bà nè, đây con bà nè, người ta hỏi họ gì bà đọc họ chính xác, tại chồng với con bà mà sao không đọc chính xác sao được đúng không. Rồi xong công an thả về, công an lắc đầu không nghĩ gì sao vậy,
cái quán tay vịn tay gì mà dẫn gia đình vô hát, nó ai biết đâu tưởng karaoke gia đình không chứ, trời gia đình gì mà mặc đồ đã dễ sợ luôn, mặc đồ như nè, trời ơi thương em mặc áo bà ba, mặc quần ống túm mà mang giày ba ta, trời đất ơi nó mặc đồ gì giống như ta nói là lấy giải thưa mà che mắt thánh vậy đâu cả nhà. Ôi ôi nhớ thưa thiệt là thưa, ngó máy cho vừa ngó mẹ chờ đêm mưa. Ôi ôi ơi ngó tao nói thấy cái gì nó bữa đó chị Sương có thấy nữa chứ bộ ghê quá trời luôn mà. À, trời ơi chứ cần chi đi Singapore ta mới hiểu lầm má ơi, ở Việt Nam ta cũng hiểu lầm rồi phone đó. Bữa chị em mình nó hên là chị đi với chồng với con đó. Chị mà bữa đó không có chồng có con ta nói giữ lại là mệt luôn rồi đó, thấy không? À. bay từ bên Mã Lai, bay từ bên Singapore mà Rồi. đi về Việt Nam đó quý vị, thì an ninh bên từ chỗ đó mà tại sao biết bao nhiêu người người ta nói là những người gái Việt Nam không về Mã Lai được, đúng không quý vị? Là người ta đặt câu hỏi không về Mã Lai được với lại chồng con, gia đình cha mẹ của mình không quay, là mình có một cái gì đó để mình giấu, mình không muốn cho người ta biết tung tích lai lịch cha mẹ của mình ở đâu. Bà Ni nghe, bà Có làm thể gì bà không muốn quay nhắc lên cho mà dì là như Xuân tôi vậy coi, sao, bà bớ thắc cũng có mắc thể lại nha tha bà cho Ni cái gì nha. của người khác thôi. Nhất là quay cái căn nhà của các em vô ơn là nhiều nhất, rồi hai nữa là quay ở trên xe, ba nữa là bắt đầu đi quay những cái chỗ này chỗ kia show diễn đồ này kia thôi, chứ không có quay nhà của mình đó. Thì một cái Thì người chị mà nói gây bả lên lưu lưu linh lưu lượng địa trên mà có nhà Facebook đâu thì mà không bao giờ quay. có cái kiểu đó, cho nên những người đang u mê hãy thật Là cẩn bị thận emo nhìn ra phải cái người nào mình không? đang tôn trọng và cái người U nào mê mình là sẽ đang bị không thôi. emo đúng không? Còn những người mà chuyên môn đi lừa đảo ở trên cộng đồng mạng, đi làm những cái việc xấu mà lai lịch bất minh như vậy, mà Trời mình đất. lại đi thần tượng một cái con người mà đầu đường xó chợ Trời mà đất đi ơi. lưu linh lưu địa ở ngoài đường đó. Giờ Ừ. mới học thêm cái câu này của khán giả đây quý vị, đi lưu linh lưu địa ở ngoài đường không có nhà cửa không có gia đình quý vị, thì cái người đó có phải là người tốt hay không? Bà Ni là lưu Thêm linh lưu một bình địa luận nha. của một cái vị khán giả này đây quý vị, giải cứu khán giả đi chị ơi, là có rất là nhiều người nói rằng là tôi nói dai nói dài. Thật ra là trong cái câu chuyện này tôi là người lên để mà tôi ngồi tôi nói gần 8-9 tháng trời Ừ. để đem khán giả đến cho cái em đó. Thì bây giờ nếu như mà muốn để cho khán giả họ sáng mắt ra để họ nhìn nhận ra là mình đã thương không đúng người. Chị ơi, bây giờ chị muốn khán giả sáng mắt á, là chị phải mua Viroto cho khán giả nhỏ, nhỏ con mắt, hoặc chị đưa đi vô bệnh viện Sanborn á, à, là chị khám mắt cho khán giả. Chứ chị ngồi đó chị nói sao khán giả sáng mắt được. Bây giờ tôi hỏi hết tất cả cô chú anh chị nè, tôi hỏi tất hết tất cả cô chú anh chị, cái này là tôi phản biện là chị Mi Xuân nha, phản biện có hiệu, mời phản biện. Chị nói muốn khán giả sáng mắt tức là khán giả mắt mờ hoặc mắt kéo mây hoặc mắt không thấy đường đúng không, thì bây giờ muốn sáng con mắt á thì đương nhiên là phải một là đi khám, hai là mua thuốc nhỏ mắt đúng không, chứ làm gì có cái chuyện mà chị ngồi chị nói mà người ta sáng con mắt. Chị đâu phải là thần là thánh đâu mà chị nói người ta sáng con mắt hả chị Xuân, chị nghĩ làm sao vậy? Bây giờ chị chuyển qua chế độ là coi như chị là bác sĩ luôn rồi hả, chị không có còn mà ngồi vô làm YouTuber ngồi trò chuyện với khán giả nữa. Chị muốn người ta sáng mắt là chị phải đem người ta đi mổ mắt, đem người ta đi coi như là khám con mắt coi người ta bị cái gì, bị cườm hay là cườm là có nhiều loại cườm, cườm nước nè, cườm khô nè, rồi kéo mây có loại là mây đen, mây xám, mây xanh, mây mây mờ mờ, rồi mây văng lối, mây văng ngang, mây lang thang, rồi mây chập chờn, mây vớ va vớ vẩn, mây từ lưa học dưa, thấy không, coi nó nằm vô cái hệ gì để bác sĩ người ta coi như là lên phác đồ điều trị. Chứ chị bây giờ chị qua mà chị ngồi chị nói không mà người ta sáng mắt, em là chị mà nói người ta sáng mắt nha, em đưa chị vô hội người mù nha, cho chị ngồi chị nói không cho mấy người đã sáng mắt mà người ta không sáng mắt là chị chịu trách nhiệm gì, cá 5 tỷ 10 tỷ cá luôn nè, thiệt về đi bán nhà bán đất coi như mượn ông nội ông ngoại, mượn bên nội bên ngoại, mượn cá với chị luôn. Giờ sao ý chị là sao, chị muốn làm sao, chị nói gì ngồi chị nói người ta sáng mắt đúng không hả, chị muốn chị nói gì người ta, chị ngồi nói là cho khán giả sáng mắt đúng không, bây giờ khán giả người ta là người ta mắt mờ nhưng người ta lỗ tai người ta nghe được, bây giờ chị muốn cho người ta sáng mắt, em đưa chị lên hội người mù nha, đưa lên chị lên hội người mù mà chị nói là khán giả không sáng con mắt là mấy bà mù quá sáng chị nha, nghe trời đất ơi bày đặt hả, trời ơi nghĩ sao hả, nghĩ sao nói khán giả sáng con mắt hả, nói chị nói là ta sáng mắt, chị tính là học theo ông thần y Võ Hoàng Yên hả, coi như là câm cái đầu kéo lưỡi dỗ tai đâu cái đầu là người ta nói được hả? Trời đất ơi chị đừng có ma miệng, người ta vừa phải thôi,
Trời ơi, mày đặt bây giờ tôi ngồi cho khán giả sáng con mắt, ở đâu ra? Ở đâu ra? Hả? Chị bày đặt, bây giờ chuyển qua chế độ làm bác sĩ luôn rồi hả? Hả? Trời đó, tôi mà đưa vô hội người mù, chị mà ngồi nói người ta ngồi, chị mà ngồi nói mà người ta sáng con mắt nha. Chị mà ngồi nói người ta sáng con mắt đó là chị là coi như là tỷ tỷ phú của thế giới luôn. Bởi vì trên thế giới này đâu có ai mà ngồi nói người ta sáng con mắt đâu, có mình chị nói cho người ta sáng con mắt thôi à. Thiệt không? Thiệt không? Em đăng ký hội người mù nè, lấy là hội nhỏ nhỏ thôi. Có gì dí, người ta không thấy đường, người ta dí mình, chị em mình chạy cho kẹp nè, làm kiếm tiền chơi nè, kiếm tiền xài Tết chơi nè, chơi không? Chơi không? Ôi ơi, ngồi làm sát con mắt. Thôi bà ơi, mệt bà quá, người ta làm gì người ta không cần phải trình bày với bà đâu bà ơi. Ha, không lẽ ta làm gì bà đi mới làm gì bà không nói ơi. Chị Xuân ơi, em mới làm đây nè. Chị Xuân ơi, mới đi đây nè. Chị Xuân ơi, em ở đây nè. Chị Xuân ơi, em ngủ nha. Chị Xuân ơi, em sức gì em đánh răng nha. Chị Xuân ơi, em đi tắm nha. Chị Xuân ơi, cái gì người ta trình bày với chị làm gì phải không? Ta làm gì kệ người ta đi. Thấy không? Đó, nó chị cũng moi móc đời tư, chị cũng moi móc cá nhân người ta đó. Mà chị không thấy vậy là chị không 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 sai. Mà người ta nói tới chị, người ta bình luận cái là chị nói người ta sai này cái đó mệt chứ quá đi. Chị em không à mà bà đặt á, bắt bẻ qua lại. Trời ơi, bữa nay bà đặt nói chuyện cho người ta sáng mắt nữa. Trời ơi, ghê quá he. Trời ơi, ghê quá he. Ô trời ơi, mai mốt này tôi đưa bà vô hội người mù cho bà nói cho mấy bà đó sáng con mắt nha. Nhớ nha, nhớ hứa đó nha. Tôi đưa vô hội người mù nói người ta sáng con mắt cho mấy bà được sáng mà gắn chiều đó nha. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à. Cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị đó. Sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.